Bạn sẽ không cần phải chi một số tiền lớn để có thể rút vòng 1 trở nên săn chắc hơn. Tất cả những gì cần làm là dành ra một khoảng thời gian cố định mỗi ngày và thực hiện các bài tập đơn giản ngay sau đây. Bài tập số 1. Nắm bàn tay thành 5 đấm rồi đưa lên cằm. Ấn 5 đấm lên cằm trong 5 giây rồi thư giãn trong 5 giây. Lặp lại từ 2 cho đến 3 lần. Bài tập số 2. Hai bàn tay chắc trước ngực, ép vào nhau một lực vừa đủ để làm căng cơ ngực. Lưng thẳng, lồng ngực mở rộng, giữ trong 20 giây rồi nghỉ 10 giây. Lặp lại 3 lần. Bài tập số 3. Chống đẩy có thể tăng cường cơ ngực của bạn. Nếu mới tập, có thể thực hiện biến thể đơn giản hơn là hạ gối, chống xuống thảm hoặc chống hai tay lên một chiếc ghế. Hai tay tách ra hai bên, hai chân chụm lại. Khi bạn hạ cơ thể xuống, từ từ đưa hai khuỷu tay sang hai bên. Thực hiện làm 3 hiệp, mỗi hiệp từ 12 cho đến 15 lần. Bài số 4. Nằm sấp trên thảm, gập gối, hai bàn tay nắm lấy hai mắt cá chân, dùng lực của chân để kéo hai tay nâng người lên. Nếu mới tập, hãy giữ tư thế này trong 20 giây rồi nghỉ 10 giây. Lặp lại 3 lần. Bài số 5. Đứng cách tường khoảng 50cm. Hai tay vươn thẳng ra trước mặt. Bàn tay nắm thành nắm đấm chống vào tường. Bạn sẽ cảm thấy cơ ngực được tác động. Chống tay lên tường trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Lặp lại động tác 3 lần. Nằm ngửa trên băng ghế, bóng tập hay sàn nhà. Cầm quả tạ, căng ngực. Hai tay vươn thẳng, nâng tạ lên ở tốc độ vừa phải. Sau đó hạ tạ xuống rồi lập tức nâng lên lần nữa. Thực hiện làm 3 hiệp, mỗi hiệp 8 lần nâng. Nên chọn loại tạ có khối lượng vừa phải tùy theo sức của mình. Bài số 7. Bài tập này sẽ giúp bạn giãn cơ bắp và định hình cho vòng 1. Để thực hiện, hai tay cầm hai quả tạ, từ từ gập gối, hạ người, nghiêng thân về trước, lưng giữ thẳng. Hít vào, đồng thời nâng hai cánh tay sang hai bên, khuỷu tay hơi cong. Hai cẳng tay song song với mặt đất, thực hiện làm 2 hiệp, mỗi hiệp ta làm 12 cái.